Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với Lido Sài Gòn TV chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Hôm nay thì chúng tôi có khách mời là luật sư Đỗ Phủ. Xin được trân trọng gửi lời chào đến luật sư. Vâng, xin kính chào quý vị thính giả, chào khán thính giả và chào anh Đoàn Trọng. Luật sư năm mới phát tài chưa? Dạ, phát tài không chưa biết nhưng mà thấy năm tới mình bận hơn ở đây. Mình hy vọng là tất cả mọi người, người nào cũng phát tài cả. Vâng. Và nếu mình cẩn thận hơn và tôi nghĩ là mình kỹ lưỡng hơn thì chắc chắn là người nào cũng sẽ phát tài nếu mà có cái vận nó tới ngày. Vâng. Thưa luật sư, sáng nay mà chúng tôi đáp ứng cái nhu cầu của khán thính giả chúng tôi, thành ra chúng tôi muốn có sự hiện diện của luật sư để chia sẻ một vài cái kinh nghiệm hiểu biết của luật sư qua những cái sự kiện liên quan đến cộng đồng người Việt chúng ta. Thưa luật sư. Thưa luật sư, gần đây thì chắc là luật sư cũng biết người Việt ở tại quận Cam, một trong những cái nơi tiêu biểu cho những cái sinh hoạt về chính trị, về kinh doanh, về giáo dục của người Việt chúng ta ở đây, thì có những cái vụ thư kiện với nhau giữa người Việt với người Việt. Yeah. Chắc luật sư cũng ghi nhận những điều đó. Yeah. Điển hình nhất là gần đây thì chúng tôi thấy có một cái sự kiện dai dẳng giữa hai bên, đó là anh của anh Bảo Lê và anh Hải Lê. Và chắc là trong cái thời gian tới đây thì phía anh Hải Lê sẽ phao một cái cho tòa biết những cái tổn anh Bảo Lê sẽ đưa lên bà chánh án biết những cái tổn thất thiệt hại của bà như thế nào để đi ra một cái quyết định cuối cùng. Và bên cạnh đó thì chắc luật sư theo dõi tình hình ở quận Cam của chúng ta thì luật sư thấy là những ngày qua, đặc biệt là những ngày chủ nhật vừa qua, có một cuộc biểu tình trên đường Mô Sa của người Việt cho Ủy ban chống cộng sản và tay sai của ông Phan Kỳ Nhân đứng ra tổ chức để biểu tình chống lại cái sự hợp tác giữa đài truyền hình Vĩnh Long và đài Việt Phây cũng giống như trung tâm tiếng Nga. Luật sư có theo dõi sự kiện không? Dạ có, tôi có theo dõi cái sự kiện đó một cách cũng khá thú vị. Khá thú vị. Tại vì như thế này là chúng ta cũng biết là cộng sản họ có cái nghị quyết 36 họ đưa ra trước đây đó, cách đây yeah. cả 20 năm trước rồi. Yeah. Và cái nghị quyết 36 đó là nghị quyết mà họ muốn mình phải chương trình về cái tư tưởng với lại trong cái vấn đề tuyên vận của cộng sản đó, yeah. là đưa những cái chương trình của cộng sản qua đây để cho người dân đây họ coi và một cách là để tuyên truyền cho cái chính đáng tính, vâng. cái sự cầm quyền quốc gia của cộng sản Việt Nam. Thế thưa luật sư, khởi đi từ một cái bài báo trên tờ báo Nhân Dân của nhà cầm quyền cộng sản ở miền Bắc, họ đưa ra và họ có những cái kết luận là đài truyền hình Vĩnh Long đã không chấp hành đúng tất cả những cái nguyên tắc mà trong nội quy của vụ thông tin báo chí ở Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đưa ra và có những cái sự liên kết với đài truyền hình Việt Phây, đó là cái sự kiện đó. Và sau đó thì luật sư cũng có theo dõi, có biết cái đó phải không luật sư? Dạ tôi biết, tại vì thật sự là chúng tôi cũng mới đầu á, là chúng tôi nghe cái vụ đó mình hơi giật mình. Yeah. Là tại vì mình thấy ủa sao một cái tờ báo Nhân Dân Cộng sản Việt Nam họ lại lên một cái tin mà một cái đài của Cộng sản Việt Nam. Yeah. Là đài Vĩnh Long. Yeah. Chúng ta cũng biết là ở bên Việt Nam nó thật sự là không có một cái đài TV nào hoặc là một cơ quan truyền thông nào là độc lập cả. Tư nhân. Không có tư nhân. Yeah. Mà hoàn toàn tất cả mọi chuyện đó đều được kiểm soát bởi Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy và đảng ủy. Tỉnh ủy và đảng ủy. Yeah. Và từ những cái đài TV bất cứ cái gì làm cũng phải xông qua cái sự kiểm qua vụ công an văn hóa và được phát ra chỉ thị của đảng. Yeah. Thì tôi không hiểu là tại sao một cái cơ quan của Cộng sản Việt Nam, một cái đài truyền hình lại có cái sự liên kết và hợp tác với lại một cái đài truyền hình hải ngoại. Tại vì cái lý do khi mà Cộng sản đưa ra thì chúng ta cũng biết đó, là mình không có tin Cộng sản nói. Thật sự là như vậy. Và thường thường những cái tin tức ở trong nước họ đưa ra thì tin tức xuyên tạc hoặc là tin tức mà không đúng nó cũng nhiều. À. Trên báo Nhân Dân thì cơ quan đây là, nhưng mà báo Nhân Dân nó đưa ra là một cái cơ quan của trung ương đảng chính của trung ương đảng, thì nó đưa ra đó, phần đông họ cũng không dám nói xạo nhiều lắm đâu. Đấy. Có thể là vấn đề tuyên truyền ý kiến họ nhiều lắm nhưng mà phải có một số dữ kiện. Yeah. Thì từ cái dữ kiện đó chúng tôi mới thấy ủa sao có chuyện này nó như vậy và có đài Việt Phết như vậy. Yeah. Thì mình mới kiểm chứng lại cái tin đó là coi thử như thế nào. Thế theo sự hiểu biết của luật sư thì đài truyền hình Vĩnh Long hiện nay do điều hành được dưới quyền điều hành của ông Nguyễn Lê Quang. Dạ đúng. Cái đó đúng không thưa luật sư? Cái đó đúng, cái đó là theo như tin tức mà chúng tôi biết được đó là như thế. Và đồng thời có một cái sự vô tình hay là cố ý gì không biết nhưng mà đưa ra một cái gọi là một cái sự kiện cho người ta theo dõi thì con gái của ông Nguyễn Lê Quang Nguyễn là giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long có tên là Mary Hồng Hạnh Lê Đào, hiện nay bây giờ đang làm việc là một cái agent cho đài truyền hình Vĩnh Long TV
Và đồng thời cũng tôi không biết cô có làm cho đài truyền hình Việt không, nhưng hiện nay cô là một trong những người có một cái chức vụ ở đài truyền hình Việt Phay. Cái điều đó luật sư có theo dõi không? À, tôi sau đó thì chúng tôi mới kiểm chứng coi thử đúng hay không. Yeah. Thì tình cờ khi mình kiểm chứng đó thì có người thông báo cho biết là à, anh muốn biết chuyện rõ chuyện này không đó, thì anh lên coi một cái vụ kiện. À. Thì đây là có một cái vụ kiện giữa những người cổ động viên, cổ đông á, yeah, của đài truyền hình Vietfest đang kiện nhiên là shareholder nhau. Đó phải. Shareholder kiện, yeah, lẫn nhau. Thì mình phải lên mình kiểm chứng thử coi. Thường thường shareholder kiện nhau sẽ có những cái tin tức mà nó được bạch hóa ở ngoài tòa án. Yeah. Trong cái vấn đề là người nào đứng tên chủ hồ chủ hoặc chủ tịch, hoặc là những cái xích mích của trong công ty đưa ra thì họ nộp lên tòa. Nó có, yeah, nói. Thì chúng tôi biết được đó là sau khi mà mình coi đó, coi mình đánh Vietfest, anh lên tòa anh đánh Vietfest nó hiện ra. Yeah. Thì nó hiện ra là có một cái đơn kiện giữa công ty Vietfest TV, yeah, và một người cổ đông ở trong đó là anh DT Tôn, đó là Jonathan. Tức là Jonathan đó. Yeah, Jonathan. Anh DT Tôn tên đó. Thì anh Jonathan và DT Tôn kiện phía bên Vietfest. Thì trong cái đơn kiện đó nó những cái phần mà anh DT Tôn anh khai thưa, ra. Thưa luật sư, luật sư vừa mới trình bày thì việc trước tiên cái vấn đề thứ nhất là vào ngày mùng 4 ở ngày 20 tháng 4 năm 2017 thì Vietfest Media Group INC và Vietfay Media Group LLC đã có đưa hai cái đơn kiện, và hai cái đơn kiện đấy là kiện ông Jonathan với tư cách là giám đốc tài chính của Vietfay INC và thủ quỹ cho Vietfay LL từ năm 2010 cho đến lúc bị đuổi việc vào ngày 14 tháng 2 năm 2017 với lý do là đã không làm tròn trách nhiệm ủy thác. Tiếng Anh nó gọi là fiduciary duty, phải không thưa luật sư? Dạ đúng rồi. À, dạ đúng. Đó. Đúng. Thế luật sư theo dõi cái sự kiện đó thì luật sư thấy cái sự kiện này nó như thế nào? Và sau đó thì sau khi công ty Vietfest kiện được anh DT Tôn đó. Yeah. Thì anh Jonathan, Tôn, Jonathan. Jonathan đó. Yeah. Jonathan đó. Thì anh Jonathan đó, Tôn có được 3% của Vietfest LLC. Anh có thể rõ trong cái đơn kiện luôn. Anh nói, yeah, tôi có 3% trong đó. Và ông ta là director của Vietfest TV. Tính đến ngày 14 tháng 4 năm 2017, đó là theo, vâng, đơn kiện trên tòa đưa ra đó. Cho nên đó, ông ta mới kiện ngược lại công ty Vietfest trong cái đơn mà ông ta bị kiện đó. Vâng. Nói là một... Nhưng mà trước khi ông đơn kiện thì thưa luật sư có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi là kể từ tháng 11 năm 2010, Vietfest INC, tự nhiên là cái công ty này đã sản xuất và phát hình, phân phối những cái chương trình TV và show ca nhạc để phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại miền Nam Cali và miền Bắc California cũng như tại Texas. Điều này có đúng không thưa luật sư? Dạ đúng, tôi nghĩ là trong đây là cái đơn là đơn của ông Tôn nói thì mình cứ căn cứ vào lời của là ông theo mà. Lời của ông Tôn. Đó đúng. Yeah, theo lời của ông Tôn là đúng như vậy. Và cái năm 2000 thì ông Tôn có được 3% đúng như luật sư nói là cổ phần của Vietfay LLC để trả công cho ông trong việc ông ta thành lập Vietfay Integrity. Đúng, dạ, đúng, 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 là, đúng. Đó là đơn kiện, đó là cái đơn kiện, trong cái đơn kiện có nói rõ luôn. Yeah. Như vậy là ông Jonathan Tôn giữ chức vụ này giám đốc của Vietfay INC cho đến ngày 14 tháng 4 năm 2017 thì bị đuổi việc. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Và anh ta bị tố đó là có một số chuyện ở trong đó là chuyện tư nhân. Vâng. Là có thể là xài một người nhân viên rồi có tình như, ý gì đó. Dạ, như tháng 2 năm 2017 theo tin của trong cái tài liệu trên tòa thì Vietfay Media Group và Vietfay LLC nhận thấy ông Tôn không làm tròn trách nhiệm từ năm 2014 nên Tôn bị sa thải, và lý do đó là lý do không làm tròn trách nhiệm từ năm 2014 nên bị sa thải vào ngày 14 tháng 4 năm 2017, có phải không? Đúng, đơn kiện nói như vậy. Vâng. Dạ, đơn kiện bên Vietfest nói như vậy. Và từ năm 2011 đến tháng 11 năm 2015 thì cô Linh Nga là một trong những xướng ngôn viên cho Vietfay công ty, và Vietfay cáo buộc ông Tôn có cái sự ngoại tình với cô Nga từ năm 2014 đến 2017. Cái điều đó có đi ở trong hồ sơ không? Trong hồ sơ có anh. Cũng có luôn đó, dạ, thưa luật sư. Dạ, hồ sơ có. Và thì được biết rằng tháng 2 năm 2014 thì ông Jonathan đã đề nghị Nga thành lập công ty riêng lấy tên là Lina Nga Nguyễn 64N LLC và Lina Film Production INC. Luật sư cũng biết cái đó, dạ, trong đó hồ sơ. Dạ, trong hồ tôi sơ muốn có. Coi để hỏi luật sư cho biết, dạ, những cái, dạ, sự kiện. Hồ sơ nó có những cái. Và Vietfay cáo buộc rằng hai công ty này cạnh tranh trực tiếp với là Vietfay. Dạ đúng rồi. Vâng. Dạ,
ngày 28 tháng 10 năm 2014, thì ông Jonathan đề nghị cô Linda Nga kiện Việt Phây vì xâm phạm đời tư của cô. Có đúng không tôi được chưa? Dạ đúng, trong đó là tôi thấy đơn kiện có đề đó. Có đề luôn mà. Dạ đúng rồi. Một loạt tố cáo của Việt Phây chẳng hạn như là phê chuẩn việc audit sổ kế toán trong khi cô Merito là giám đốc đang ở Việt Nam. Thì cái đó có phải không luật sư? Dạ, trong đơn kiện họ nói luôn. Vâng, trong đơn kiện họ có những dữ kiện đó. Đó gì? là Việt Phây trong cái đơn kiện có nói đó. Ông Digital ông nói đó. Vâng, cảm ơn luật sư là luật sư đã đưa ra cho nhờ hỏi luật sư để luật sư cho biết những cái dự kiện, và chúng tôi sẽ trở lại một trong những cái vấn đề quan trọng trong cộng đồng người Việt chúng ta trong chi lát.